Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2022 của tuổi Tý. Tử vi tháng 10 âm lịch cho thấy con giáp này từ công việc tới tình cảm, bản mệnh khá hành thông thuận lợi, mang lại cho những chú chuột tháng mới an lành như ý. Bách Việt chủ đào hoa dự báo vận trình tình duyên rực rỡ của người tuổi Tý trong tháng 10 âm lịch này. Tuy nhiên, mức độ vừa phải là đào hoa tốt, thế nhưng với những ai đang có gia đình, thật ra lại là cám dỗ. Bạn nên tránh xa kẻo gây hại cho hạnh phúc gia đình của mình. Tử vi tháng 10 âm lịch của những chú chuột cho thấy vận trình sự nghiệp của con giáp này tháng nay thuận lợi, khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như trong cuộc sống. Nguyệt lệnh trường sinh mang lại trái tim hài hòa nhân hậu cho bản mệnh. Tháng này dù có chuyện gì xảy ra cũng không làm bạn suy nghĩ nhiều khi bạn biết bỏ qua mọi chuyện. Hơn ai hết, bạn biết quản trị cảm xúc của mình để tránh xa những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng tới các phương diện của cuộc sống. Có nhiều việc cùng lúc, bản mệnh mới có sự bình tĩnh để đánh giá, thấu đáo. Thậm chí, cả việc người khác đối xử không tốt với mình. Nhờ cách tư duy tích cực mà bạn cảm thấy đầu óc của mình rất minh mẫn, sáng suốt. Nhờ thế các quyết định liên quan đến công việc cũng trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của người tuổi Tý qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng 10, những chú chuột dồn hết tâm sức cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu đặt công việc lên trên tình cảm và sức khỏe là điều không nên đâu. Nếu có thể, nên tìm cách để có sự cân bằng giữa làm việc, lên kế hoạch chính xác thời gian cho từng việc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn bày tỏ quan điểm cá nhân đối với đồng nghiệp trong công việc. Điều này sẽ mang lại những kết quả đáng ngờ. Tam hội còn mang tới những cơ hội hợp tác thành công để bản mệnh cảm thấy tự tin hơn trong việc ký kết cùng làm ăn với những người phù hợp, có chung mục tiêu và lý tưởng. Không chỉ có thể, việc tham gia một vài hoạt động ngoài trời sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng. Biết đâu bạn sẽ nhận ra sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu của mình. Trong công việc chuyên môn, bạn sẽ nhận được những thách thức mới khá thú vị. Một người đồng hành mới sẽ thắp sáng tâm trạng u ám của bạn ở thời điểm này. May mắn là tư duy của con giáp này cởi mở nên sẵn sàng lắng nghe, cân nhắc thêm chứ không cố tình gạt đi nhanh chóng. 2. Luận về phương diện tài lộc. Bước sang tháng 10 âm lịch, người tuổi Tý sẽ dành phần lớn thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho những dự án cá nhân và kế hoạch quản lý tiền bạc. Bạn sẽ cần phải hạn chế nhu cầu mua sắm một cách xa xỉ, vì đây là lúc mà các khoản tiết kiệm đầu tư nên được ưu tiên. Bên cạnh đó, một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến, vậy nên đừng có cho đi tài năng của mình một cách miễn phí. Những gì bạn nổi trội cũng là điều có thể kiếm tiền. Đừng xem đó là chuyện đương nhiên, còn giáp người tuổi Tý nhé. Thực thần ghé thăm mang lại cho những chú chuột những cuộc gặp gỡ ra tiền. Cho dù đang ngồi ăn, cũng nghĩ ra những ý tưởng hay ho để thực hiện. Những người bạn cũng có thể làm bạn làm ăn trong tương lai nếu hai người có cùng chung chí hướng. 3. Luận về phương diện tình duyên. Tử vi tháng 10 âm lịch này cho thấy chuyện quản lý cảm xúc được xem là một trong những ưu điểm hàng đầu của người tuổi Tý. Trong trường hợp nếu phải bộc bạch cảm xúc của mình, bạn hãy cân nhắc và thật cẩn trọng. Tháng mới có dấu hiệu có lộc con cái, có lợi ích cho sự sinh nở. Nếu ai đang có kế hoạch bầu bí thì đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng. Những lúc hai người xảy ra chút tranh cãi nho nhỏ thì bạn nên dành thêm thời gian để suy ngẫm lại những mong muốn của mình trong mối quan hệ tình cảm hiện tại. Điều gì khiến bạn trăn trở? Hãy nhớ rằng,
bạn không nhất thiết phải tỏ ra quá mạnh mẽ. Việc chia sẻ suy nghĩ cho đối phương sẽ giúp cả hai thêm thấu hiểu và đồng cảm cùng nhau nhiều hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Tý trong tháng 10 âm lịch này không thật sự như ý. Thời điểm dễ bị ho khan, khô mũi, khô da. Bạn nên thường xuyên bổ sung đủ nước cho cơ thể, đừng đợi quá khát mới uống. Ngoài ra, với thời tiết này cần phải cấp ẩm cho da. Nên thường xuyên sử dụng dưỡng ẩm cho cả mặt và cơ thể. Đừng quên chống nắng cho dù những ngày rằm mát khiến cho bản mệnh suy nghĩ rằng không cần thiết. Có những dấu hiệu làm việc quá sức khi bạn tập trung dường như không thể nào dứt ra khỏi công việc được. Hãy cho bản thân nghỉ ngơi phù hợp để táo tại, tái tạo lại năng lực, đừng để kiệt sức bạn nhé. Nhị hắc nhập cung đồng nam nhắc nhở con giáp này cần phải chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tý trong tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 như sau. 1. Tuổi Mậu Tý mệnh hỏa, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết tránh nghe mà nhiều chuyện, tức ngồi lê đôi mắt gây ra những hiểu lầm không đáng có. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, màu sắc may mắn màu hồng, màu tím. 2. Tuổi Canh Tý mệnh thổ, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết hãy tự lực, vì đó là cách để bạn trưởng thành một cách nhanh nhất. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Thân, màu sắc may mắn màu trắng, màu tím. 3. Tuổi Nhâm Tý mệnh mộc, nam sao Vân Hở, nữ sao La Hầu, khẩu quyết tài lộc được cải thiện rõ rệt trong tháng mới. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi Giáp Tý mệnh kim, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết có nhiều người mang lại cho bạn những ý tưởng mới mẻ hay ho. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn màu vàng, màu xám. 5. Tuổi Bính Tý mệnh thủy, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết giúp đỡ người khác là tốt nhưng cần có giới hạn. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tỵ,